Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Pwede ka bang umalma? Angels in the air. I want to see my angels spread your wings. You know why? Canada's got nothing but angels. We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. Everybody in the club go to work. I'ma rock to the beat till it hurt. Everybody in the club go to work. I'ma rock to the beat. Okay, party people in the house. Galang, galang de la sale, wala na kumpake. Pero di nila alam, bragadong atake, may gusto mo tali. Ako
pag-usapan ay may nabala. Isa ko sa kasama din na pwede mawala pa. Dito kita sa karir ko, sobrang beses. Ulitin ko na bago mawala to. Kaya kada may bagong pasang beat. Pinupuloy to pa naging kadalapat. Kasi ganun dapat. Kilala mo naman ako, alam mo naman. Mahal na mahal ko, mga tagapakinig. Sila dahil ako, bakit ako mapal. Parang dahil para sila ay pipirin. Sila nakatulong kaya dito na ako nakarating. Di ko akalain sa iba ko dadali. Thank you.
freak you. I said, you. You should just let me freak you. I said, you. You should just. Bong 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 b
Alam ko naman, wala bang ka talaga. Kalma, kalma.
dahilan para tabihan ka. Kaila, kaila, kaila. Baby girl, just move if you wanna. Shake if you wanna. Sige, alugin, alugin, alugin mo. Do what you wanna. Twerk if you wanna. Kapag lahat ng nakatingin. Shawty, why you so fun? You got it from your mama. Ass like coke, at taas ang kababa. Alam ko naman, palabang ka talaga. Hindi ko kaila, kaila, kaila. Baby girl, just move if you wanna. Shake if you wanna. Sige, alugin. Là quá nóng thì như nói thực chất mà nó là thấp cùng
mà cái đủ cái đại long có nó gói giống như cái chè thì phải cấn mà nó thật là sâu từ cái bụng lắm. Nhưng mà cùng thầy Vinh Hạnh là được hy sinh, có cơ hội được làm với việc với cho giáo sư, cho con biết là rồi đấy là không biết có đủ đi đồ hay là cái này có để mà giúp giáo sư không, nhưng mà gọi là được một năm làm việc giúp giáo sư cảm thấy là cái trách nhiệm của một người lớn trong cái giáo sư này là một người giờ như một người trong người cha trách nhiệm với gia đình mình phải có cái trách nhiệm cũng là nói lên cái tầm lòng của đại lòng của con. Em xin anh em cũng mong là quả thời đây anh em sẽ là cố gắng hy sinh cái phần việc của nhà để là cũng làm việc với tất cả là sẽ tiệt con cái tinh tế thời gian và nó cũng ảnh hưởng nhiều cái va chạm trong cuộc sống va chạm nhiều cái cho nên là ta phải bỏ qua những va chạm hy sinh để là cố gắng giúp giáo sư chúng ta được tốt hơn. Mong là anh em cố gắng và con chia sẻ. Bây giờ sẽ là cái ý kiến của đại diện Đại Lạc Hòa Ba. Có lẽ anh Sơn này. Thầy. Còn xin được ý kiến của Văn Sơn, là anh Sơn đó. Là trái chủ quả này thì con xin có vài lời. Thì lời đầu thì con hãy lời cho bác được cái mới á, xin lỗi là vì hôm nay thì thầy đọc thì đông nhưng mà thầy không phải nhận đến đấy thì không biết là tinh thần công việc có làm được không, nhưng mà tinh thần thì thầy đi quá thì con xin lỗi bên hội nghị bên các ban ngành thông cảm cho quả cho con. Thì trước tiên đầu năm thì con hãy lời cho bác trưởng trái với thì cũng khỏe nhiều điều may mắn và đặc biệt là nhiều hơn nữa trong năm mới. Thì con xin có ý kiến tiếp theo là cảm ơn hội đồng phục vụ và kết quả tái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua và sáu nữa thì xin gửi tiền đến chúng con để giúp đỡ chúng con thì chúng con làm tốt công việc. Thì chúng ta bây giờ thì chúng con chưa làm ra được, chúng chưa biết được là sẽ làm như thế nào, nhưng mà có thể những điều kiện quả nhiên được phải làm thì con cũng giảm thời gian, con cũng bỏ được gian, con chỉ mong vậy thôi. Cảm ơn. Bình thường thì con thường nói về khóa trước thì con nói về anh Hoa, về anh Băng chị Lương á, với mấy anh tiêu trái trước và khóa này con cũng tâm sự với anh Hoa. Khóa này rồi anh Nguyên rồi anh Tuấn rồi anh Lương trong ban lãnh đạo á, thật là một giáo sư mà không có trái làng thì như một cái quốc gia không có quân đội. Chúng tôi rất yên tâm với điều kiện á, với tư cách hội đồng phục vụ, nếu mà không có trái làng thì các cái việc khác để bảo vệ an ninh trật tự tất cả vấn đề, cho nên vai trò nòng cốt của các anh ra rất quan trọng. Mà các anh cũng nên yên tâm là Chúa sẽ không để mình thiệt thòi kinh tế đâu. Thì tôi hỏi anh Sơn tham gia vào cái khóa này anh thiệt thòi kinh tế gì chưa? Mặc dù là anh đồng hình cho giáo sư rất nhiều nhưng mà thấy anh cũng béo rát đẹp lắm, tất cả nó đều tốt cả, nên là anh em đứng mạnh dạn chúng tôi cũng sẽ đứng sau các anh. Và để lặn Hòa rồi anh Sơn là những người đi trước, họ cũng không bỏ ta đâu, họ sẽ là giúp đỡ mình bằng cái tên là cầu nguyện đấy, trong đó là đồng viên, cách này cách khác. Tôi mạnh dạn và cảm ơn thầy Nghĩa, tức là giữa anh Nghĩa anh Trai Lan đã đại diện cho anh em và nhận tiệc, một lần nữa xin cảm ơn. Và chúng ta sẽ hẹn một ngày khoảng ngày thứ ba thứ tư gì đó để học các cái đầu trái này của Văn Lan Trai Lan khu và Trai Lan mới giao nhiệm vụ, đúng không? Thì trong đêm hôm nay thì xin Trai Lan khóa hai tiếp tục trình công trong vài đêm nữa là chúng ta sẽ hoàn thành. Chắc có lẽ các anh bỏ ra quá thời gian, nhưng mà một vài đêm cả sáng cả không đến đây chắc chắn là mất chỗ thì rất là nguy hiểm. Xin cảm ơn, lần nữa xin chúc mừng. Bắt tay vòng nữa. Bây giờ hội nghị có những